cả nhà nuôi muốn ăn giờ này mình ra mình bắt mình ăn thôi. Dạ hái bông súng cho ăn mắm kho. Cái tượng ở đâu vậy? Cái không kìa đó. Mương nó cạn với sao không? Cộng chút cái chắc à, mềm. Mương nãy hả? Ừ, nó cạn quá không? Rồi vô. Chú này làm gì vậy? Lột xuống à, bay bi lột thử trái dục bên ăn không? Bây giờ Dương Bảy đang thảy chuối xuống để nhử cá, để mình câu cá dồ vô làm món kho này mọi người. Tẩm cái chai. Đói nha. Nổi về về luôn á. Ngủ phi đó. Hello mọi người. Đây là cô Bảy của mình. Hôm nay thì cô Bảy sẽ nấu món mắm kho. Từ từ mày làm đã ăn trước tao. Phải ăn trễ mà. Ừ. Có bữa tao làm rồi không ăn cơm, để đó tới chiều ăn luôn. Rau răm nè. Quá vậy tốt. Trời ơi, hết tốt quá, bữa đi Bình Phước cắt hết rồi đó. Găm khó trồng lắm á. Dạ, còn mà. Nhưng mà trồng một đợt rồi thì nó hết ấy à, nó hết tốt à. Cái dừa này mọi người. Cái dừa bắt vô hồi nãy nè. Thịt ba đội. Để chuẩn bị kho mắm. Đây là bọc mắm nè. Kìa. Thấy cái chỗ đựng đồ của mình chiêu không? Hòa quyện với thiên nhiên luôn. Nuôi 2 năm. 2 năm được vậy. Mày có lại chỗ đó không? Mày là thấy mày đi ra ruộng mà thấy nó không? Thấy. Nó bữa hai chuối cho nó ăn mà. Ừ. Lên bờ đó, nó nhảy nhót lên bờ. Bây giờ cô Bảy mình đang sắc xả để chuẩn bị khử cho thơm mọi người. Có thể để xả vô thơm. Không để xả vô hôi sao ăn được. Mắm này mày khỏi ấy, mày khỏi làm gì chứ cũng thơm. Mắm này thơm bát mát. Mắm cá linh hay cái mắm cá sặc? Nó lộn xộn, mắm này lộn xộn. Ở hẳn nó mua ớt này nè, tao làm một ấy tương ớt. Bằm ra hả mày? Ừ, bằm ra. Rồi hôm về ăn cháo, ăn bún đồ kia. Hết thơm, cái đó ăn cháo lòng ngon. Ừ. Mắm kho là phải có cà tím. Có cái đồ tao kéo hả mày? Cái gì? À, đồ bào hả? Ờ, đồ bào. Có đồ bào mà làm biến làm lấy vậy. Đây gọt luôn. Đang mắm cái gì vậy? Gao gì? Súng. À, bông súng. Không sát đâu ghém, sát đâu ghém nhiều quá là ăn không hết. Bỏ. Thường khi ta ăn ta hay sát trái cây á. Ngoài vườn có tay tượng đó với rau muống á. Có nhưng mà ăn nhiều quá cái ăn không hết. Nhà ít ăn đem. Mấy cái đầu này là nó cứng. Cứng là cái thân hả? Ừ. Kỳ vậy. Ừ. Cũng là trên đầu cũng chín hơn.
Này mắm cô lấy ra sẵn đây hả? Mới vừa lấy á. Mới vừa lấy ra thôi. Không dám để dầu nhiều. Này để làm gì? Khử. Khử. Để xả. Thịt nóng mà cũng ngon quá nè. Ta lát ra một cục thịt bự bằm kia đóng kìa. Cái này là ta lấy cái phần mỡ đó. Còn cái kia ngon lắm. Trong nhà thịt lạc nhát trơn á. Ông qua kia gì ta mua đó. Nhìn như thịt ba đổi với... Có một cục thịt ngon quá trời luôn. Ta lấy cái kìa rồi. Nhiều. Để mình mua cho thịt đóng. Mua thịt nóng hả? Biết chứ mua thịt nóng. Tại vì nhà còn chân ấm nè. Còn cái thịt này để chứ chút nữa ăn nấu không có để được. Rồi sao? Tao mắm không có để được nè. Mắm là chỉ để dùng thôi. Không để bột ngọt ha? Sao vậy? Tại vì để bột ngọt cái mắm nó bị lỏng ra. Bí quyết. Mình xào sơ sơ được rồi. Cái cục nạc bí ấn nè. Cái thịt nặng mà cái nạc dữ. Để cho nó dẻo nè. Thịt này mà bảy xào mắm ruốc ăn cũng ngon lắm nè. Không biết hả? Mắm này thơm thiệt. Bởi này không má kêu gấp cá này bỏ ra nữa rồi. Ta thì ta chịu có linh không? Linh phẩm đó nè. Cái dẹp hả? Dẹp nhắc cho mà không lấy dẹp. Cái nồi này khó chút hơn là kia. Mắm này bữa nay con này nó bự nó lâu rẻ. Đặt mắm nó lên nó mai rã lắm. Thơm quá thì thơm. Kho cá để vô, cá chín rồi lấy ra. Cái vỗ hả? Ừ. Vớt ra, cá chín vớt ra. Rồi nào ăn là múc ra tô cái để vô. Không phải, lấy ra rồi để cà vô nấu. Nấu cà cho nó ấy xong rồi. Mới để vô lại. Ừ, mới để vô lại. Để vậy. Cũng thôi nó ấy cá chưa nó dễ gã hơn mà cái con cá bự cá sặc nha. Nãy thấy miếng cá bự chẳng bự bằng kia đó. Ừ. Cái đó như cái chị Vinh cái dẫn gì đó rồi nó lâu rẻ. Để vô một chút muối. Vừa để biết sao không mình lượt hai ba nước á chứ lượt mà một nước là nó lượt nước nó bị loãng ha nó kẹo quá nó kẹo quá nó cũng đâu mà vừa thôi.
Sôi lên là để cá vô hả? Cá vô, chút thịt đồ vô. Cá vô cho chín, cái lấy đồ rồi vớt nó ra, cái để cà vô. Cái cà vô chín đó, cái còn ấy mình để cà vô luôn cũng được. Sôi vậy tất nhiên là nó sắp xuất mấy. Còn hết trơn cá luôn. Trường đi mất rồi. Còn đi mất rồi. Ký ba cá là cá sạch nha. Cá nuôi là nhiều. Cá nuôi là hình thịt. Còn bự nữa không mày? Hả? Còn bự được còn nữa chứ. Không? Mình thảy xuống cũng như là con nào ăn dính thì mình tính con đó vậy đó. Chứ mình không có lựa nó được. Bắt dính con nào ăn con đó. Cái để cái chảo thịt mình vô đó, nó tôm mở ra là ngon. Cái này là nấu ai biết ăn bún mắm chan được không? Ta đâu ăn được đâu. Ý là bún mắm với ấy là nấu khác không vậy? Hay thì nấu giống? Nấu lỏng chút. Ừ. Tuy nhiên bún mắm là người ta nấu hơi lỏng chút. Nấu cho có hơi mắm nè. Tại không mắm vậy chứ nếu làm thịt mà chiên ha, cháy muối ớt đó ha, rồi làm cho nó vàng tư luôn. Mình không có để màu vậy mà mình chiên hoài là nó hơi đỏ. Để thịt vô cái thơm liền nè, để thịt vô cái nó thơm liền nè, có miếng mỡ vô cái nó thơm. Được già hơn. Thịt nó còn mềm ha. Ừ. Cá mà khoảng chừng 2 kg. Đó như vậy đó. Chứ còn cái vớt cá dưới. Cà tô. Cái cà vô. Ừ. Vớt ra. Thì nó ngon. Chứ để dồn vô hết thì nó không ngon. Cá này nhìn nó cũng đanh quá là vậy. Nó cũng chắc thịt đó. Chắc thịt đó. Đúng rồi, cá mình nuôi mà. Mình nuôi mình cũng cho ăn thức ngon ăn. Ngon á chứ gặp cá khác nó ghẻ rồi. Nhưng mà mình cho ăn thức ăn nhưng mà không có giống như người ta mà cho ăn mà có đóng cái rèn đặng mình thúc cho nó mau lớn đi không? Nó ăn trái cây không à? Con thấy là nó ăn chuối, ăn mít đâu không à? Chuối, mít. Rồi cũng có cho ăn thức ăn nữa nhưng mà có vậy thôi, có mùa mít thì nó ăn mít. Được cá nuôi lại bể mẹ đó. Vậy đó giờ để trong đây thịt nó chắc thịt.
nhìn nó dẻ ngon. Còn cá mình mua là nó bời gời, nó bể hết trơn. Dạ mỡ lắm. Ở ngoài mình mua ngoài nha. Cá tự tượng nè, tôm nè, rồi đủ thứ dân, cá bóng, rồi cá thác lát nữa. Cá thác lát, rồi con cá gì bạn kia đó mày, con cá gì mà con cá hô, cá cóc, cá hô, cá cóc gì đủ chưa? Tính ra hỏi mua cá ăn ha bạn. Bởi tại vì mình muốn đổi bữa thì mình đổi chứ. Khỏi mua cá, khỏi mua rau luôn. Rau một vườn, muốn ăn rau gì cũng có. Rau tất nhiên mình muốn hái rau gì cũng có hết. Ớt thì có ớt hiểm. Xong rồi đó. Xong rồi. Cái gì vị trí cũ nè. Ừ. Cho cô Thảo mày coi nha. Thì sao? Coi nó cắt xe chạy về nó không tên. Ừ, Thảo cũng đạo bấm tho nè. Vậy đó chứ đâu phải về để ăn đâu mày. Chứ sao? Thì mà ăn á để nó nóng lên. Ừ. Rồi không. Thành thứ ra cá mình phải để vậy đó. Ở nhà, cái nhà nuôi muốn ăn giờ này mình ra mình bắt mình ăn thôi. Cơm ba món. Mắm kho. Ớt, khổ qua xào trứng. Bây giờ mình sẽ dọn cơm cho ông nội mình ăn trước, sau đó mình mới ăn sau. Không ăn ớt không nội? Ừ. Ăn ớt. Sao vậy? Cay quá. Ớt cay hả? Bữa nọ ăn nửa cái rồi. Cái đùi ớt hả? Ớt ớt nè, nó ăn nè. Ừ, ăn nhiều đi. Đủ ớt nha. Lãng tài. Lãng tài. Thôi rau nè. Ừ. Tí con ngửa không muốn ăn. Hồi đó đây có tủ điếc rồi chọc nó hoài cái gì. Giờ không biết ai dọc lại hả? Chọc gì? Chọc là đưa ngón tay rồi hỏi ăn này ăn nọ nữa. Ôi từ từ. Nó cục rồi nè. Ăn chậm thôi. Ừ. Ăn chậm chậm thôi. Ăn nhanh quá nó cục. Nội không ăn mắm. Múc ít ít không, không dám múc nhiều nè. Ừ, múc ít ít thôi. Ôi ôi ôi. Ăn nhanh quá nó cục. Uống nước không? Không. Bữa nọ ăn gì ra thì bị. Ừ. Ăn nhiều có qua đi mà.
không dám đắp nhiều. Ít ít vậy hả? Ừ. Hôm nay là ăn có 2 miếng ếch à. Ăn ếch vậy? Đâu có dám ăn nhiều, nhiều. Ăn hết cơm thôi. Ếch này à. Ừ. Tôi ăn một lô, một chén này cũng hết nữa, mà đi ăn không chơi thì hết. Thì múc ăn không? Mà ăn mặn quá mà. Hả? Ăn với cơm mà không có ăn nhiều được. Bữa nào mua nấu cháo cho ông ăn nha. Ừ. Bữa nào mua ếch nấu cháo cho ông ăn nha. Video của mình đến đây cũng đã hết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha. Rồi đó, bưng đâu bưng đi. Rồi, ông nội ăn rồi, giờ tới mình ăn. Ông đợi ông nội ăn xong rồi mình mới ăn. Cái này còn ăn được.